Các khán giả đang theo dõi bản tin buổi tối của đài CBN trên băng tầng 18.14 và sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Nam sinh Mỹ lai Nhật Bản bắn chết hai bạn học trong ngày sinh nhật và hung thủ bị nguy kịch. Vào sáng ngày thứ năm vừa qua, một nam sinh 16 tuổi đã nổ súng vào năm bạn học khiến hai em trong số này thiệt mạng tại trường trung học Sogus ở Santa Clarita, California. Hung thủ ngay sau đó cũng dùng súng tự sát nhưng không chết. Sở cứu quả Los Angeles County đã nhận được nhiều cuộc điện thoại 911 và đến trường trung học Sogus trên đường Centurion lúc khoảng 7 giờ 40 phút sáng. Sáu học sinh, bao gồm cả tay súng, được tìm thấy trong sân trường với các vết thương do đạn bắn. Theo cảnh sát trưởng Alex Villanueva, của quận Los Angeles cho biết trong cuộc họp báo vào trưa cùng ngày, cả 6 người được đưa vào bệnh viện. Trong số này, hai nạn nhân gồm một cô gái 16 tuổi, một thiếu niên 14 tuổi, sau đó được thông báo đã qua đời. Các nạn nhân sống sót gồm có hai nữ sinh 14 và 15 tuổi cùng một nam sinh 14 tuổi. Chính phủ của Tổng thống Trump chuẩn bị lấy đất tư để xây tường biên giới. Chính phủ của Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị để đơn lên tòa để bắt đầu lấy đất tư xây bức tường biên giới như đã hứa hẹn, nhưng không xác nhận sẽ trả cho chủ đất bao nhiêu tiền trước. Theo hai viên chức của Tòa Bạch Ốc cho biết, con rể và là cố vấn cao cấp của Tổng thống Jared Kushner sẽ chủ trì các cuộc họp với giới quân sự và viên chức chính phủ tại Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Sáu, tức là ngày hôm nay, với dự tính sẽ bàn về việc chính quyền lấy đất tư xây thêm tường dọc biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Tổng tư lệnh công binh lục quân Hoa Kỳ trung tướng Todd Semonite cũng sẽ tham dự cùng với hai phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng, đó là Kenneth Rabuano và Robert Celestis. Các luật sư của Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị thu quyền thu hồi đất, thông báo cho chủ bất động sản rằng viên chức chính phủ sẽ vào đất đai của họ để đánh giá tài sản xét nghiệm và khảo sát đất đai. Cựu thống đốc Massachusetts Devor Patrick tham gia vào cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Kính thưa quý vị, Cựu thống đốc Massachusetts ông Deval Patrick đã nói với những người ủng hộ rằng ông sẽ tham gia cuộc chạy đua của phía dân chủ và sẽ tranh cử tổng thống. Ông Patrick là thống đốc gốc Phi châu đầu tiên của tiểu bang được kính đệ trong đảng dân chủ, nhưng sẽ đối diện với vô vàn khó khăn nếu ông gia nhập vào cuộc chạy đua. Ông sẽ gia nhập danh sách gần 20 ứng cử viên đang cạnh tranh để được đảng đề cử đối diện với tổng thống Donald Trump vào năm 2020 ông đã để lỡ thời hạn chót để tham gia vào cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở Alabama và Arkansas, cũng như cuộc tranh luận sắp tới tại Atlanta. Thống lĩnh danh sách hiện nay đó là cựu phó tổng thống Joe Biden, thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của tiểu bang Massachusetts và thượng nghị sĩ Bernie Sanders của Vermont. Hôm thứ Ba, cựu thị trưởng New York ông Michael Bloomberg cũng thực hiện những bước để có thể chạy đua tranh cử, nộp hồ sơ để xuất hiện trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở Arkansas. Vào cùng ngày, bà Hillary Clinton thu hút sự chú ý khi bà từ chối loại trừ khả năng ra tranh cử. Ông Patrick, 63 tuổi, là luật sư tốt nghiệp trường Harvard và là cựu thống đốc hai nhiệm kỳ. Chủ tịch Hạ viện muốn thông qua thỏa thuận thương mại với Mexico và Canada trong năm nay. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vào hôm thứ Năm cho biết, có thể sớm đạt được đột phá trong cuộc đàm phán với chính phủ của Tổng thống Trump về thỏa thuận thương mại với Mexico và Canada. Bà bà muốn thông qua thỏa thuận này trước cuối năm nay. Trong cuộc họp báo, bà Pelosi cho biết, thỏa thuận giữa Hoa Kỳ, Mexico và Canada có những tiến triển rất tích cực. Bà tin tưởng nếu có thể đi đến chỗ cần thiết, thì đây sẽ là bản mẫu cho thỏa thuận thương mại trong tương lai. Thỏa thuận Hoa Kỳ, Mexico, Canada, tức là USMCA, được ba nước ký cách đây khoảng một năm Nhằm thay thế hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ NAFTA, phải được các nhà lập pháp ở cả ba nước thông qua. Mexico đã phê chuẩn thỏa thuận mới trong khi Canada nói rằng họ đang chờ để đi song song với Hoa Kỳ. Văn phòng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada, Chrystia Freeland, chưa bình luận gì về phát biểu của bà Pelosi. Tổng thống Donald Trump và các giới chức chính phủ khác than phiền bà Pelosi và các đồng nghiệp dân chủ, những người nắm giữ hạ viện, đang kiềm hãm nền kinh tế Hoa Kỳ bằng cách chậm thông qua USMCA. Kính thưa quý vị, Venice đóng cửa quảng trường San vì bị ngập lụt nặng. Thị trưởng thành phố Venice, Luigi Bracnaro đã đóng cửa quảng trường San vào ngày thứ sáu, 15 tháng 11, vì nước lũ quá cao và không an toàn cho người dân đi qua. Thành phố này đang đón một đợt lũ cao 160 cm nước, khiến cho nhà thờ San chìm trong nước một lần nữa. Lượng mưa sẽ giảm xuống từ 110 cho đến 120 cm theo dự báo thủy triều cho cuối tuần này. Công nhân thành phố mặc áo khoác Quỳnh Quang di chuyển xung quanh trung tâm thành phố để sẵn sàng giúp bất kỳ người dân hoặc du khách nào gặp khó khăn khi mực nước dâng cao. Họ cũng khai triển các máy bơm đẩy nước ra khỏi các cửa hàng bị ngập lụt. Một người dân địa phương cho biết cô không sợ bởi vì cô là người Venice và đã quen với việc ngập lụt này. Nhưng tình trạng kéo dài nhiều ngày liên tiếp như hiện nay thì cô cho rằng nó đã sắp quá sức chịu đựng. Kính thưa quý vị, quán bar Oxy thịnh hành trong tình trạng không khí ô nhiễm tại New Delhi. Một luồng không khí trong lành là tất cả những gì mà thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang mơ ước. Trong từ 15 cho đến 20 ngày qua, vì chất lượng không khí đang lên lửng, từ loại nghèo nàn cho đến nghiêm trọng, kể từ cuối tháng 10. Mặc dù tác dụng của nó chưa được chứng minh nhưng cư dân trung niên và cao tuổi đã đổ xô vào quán bar Oxy, vì đó là nơi cung cấp cho thành phố một phiên hít một ly Oxy 15 phút với các hương vị khác nhau, với giá là 500 rupee, tức là khoảng 7 mỹ kim. Được giới thiệu tại New Delhi vào tháng 6 vừa qua, nó đã trở thành một xu hướng tình hành trong những tuần gần đây với tình trạng ô nhiễm đến ngạt thở. Chất lượng không khí một lần nữa lại thuộc loại nghiêm trọng vào thứ Sáu 15 tháng 11 vì mức độ ô nhiễm PM2.5 lúc 9 giờ sáng được ghi nhận bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ. Một lần nữa, kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ màn hình của đài CBN trên băng tầng 18.14. Sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài, Băng Châu sẽ trở lại ngay với phần tin Việt Nam và đời sống.